trận đấu lại tiếp tục diễn ra. Rất tốt và xử lý rất là khéo và khôn ngoan. Rất tuyệt vời. Hiểu có được không? Không được rồi. Không được. Tiếp tục. Ba, hai, một ạ. Rất là khó khăn. Đồ vật rất là to, rất khó để có thể nhấc được và rất là mất sức. 3, 2, 1. Không được. Bị phản đòn rồi, bị phản đòn rồi. Rất tiếc. Rất tiếc. Đây là nhân vật đã chiến thắng. Rất quyết tâm. Hai đồ đô khố đỏ có vẻ nhỉnh hơn về chiều cao cũng như cân nặng. Tuy nhiên đô khố xanh thì nhỏ hơn nhưng có vẻ nhanh nhẹn hơn. Vì vậy, xin mời các bạn luôn đã có lẽ vào
đâu nhé. Sao đấy? Sang cùng nhé.